Tuy sinh sang tiếp cái bệnh thứ hai đó là bệnh Baclofeldt. Baclofeldt đây là một cái bệnh cũng xếp vào cái nhóm mức độ đó là cực kỳ nguy hiểm, cũng giống như là Caren. Và tôi tin rằng tất cả các anh chị ở đây đều đã từng gặp cái bệnh này rồi. Chắc chắn như ai mà làm trong cái lĩnh vực thuốc tiên ở Việt Nam này, kể cả miền Bắc, kể cả miền Trung hay là miền Nam, thì đều ít nhất đã gặp cái bệnh này ít nhất là một lần. Còn đối với cái bệnh Baclofeldt thì đó là chúng ta thấy đây là một cái virus nó rất là nhỏ. Khi người ta so sánh, người ta đặt hai cái virus Baclofeldt và virus Corona, chúng ta thấy kích thước của cái Baclofeldt virus nó rất là nhỏ. Tuy nó nhỏ như thế nhưng nó rất là nguy hiểm, bởi vì nó có thể nó sẽ gây cái lây nhiễm nó rất là mạnh và nó sẽ tấn công vào đường ruột, vào tủy xương, hệ bạch huyết và những cái tế bào của thai. Đối với cái trường hợp bệnh này là nó sẽ lây qua cái con đường nhau thai, và khi cái con chó mẹ mà nó đã bị nhiễm cái Baclofeldt thì nó, nếu như con chó mẹ nó không bị sinh thai thì con chó mẹ nó sẽ truyền cái bệnh này qua cho con chó con, và nó có thể tấn công vào cái phần cơ tim của cái con chó con và có thể sẽ gây ra cái trường hợp đó là chết trong vòng khoảng hơn 2 tuần sau khi sinh ra. Cho nên chúng ta thấy là đối với cái mầm bệnh này nó rất là nguy hiểm. Đối với cái virus Baclofeldt nó rất ổn định trong nhiều cái môi trường và chịu được một cái khoảng pH rộng và nhiệt độ cao. Nó có khả năng chống được một số cái chất sát trùng nhẹ và có thể tồn tại khoảng 2 tháng trong cái khu vực mà nó bị nhiễm. Chúng ta biết rằng đó là đối với cái Baclofeldt virus thì nó có 3 chủng cá thể. Và đối với cái chủng 2A là cái chủng người ta tìm thấy lần đầu tiên vào năm 1979. Sau đó tới năm 1984 thì người ta tìm ra cái chủng là 2B. Và cái chủng mới nhất hiện nay đó là cái chủng 2C, người ta tìm ra lần đầu tiên ở Ý vào năm 2000. Ở tại Việt Nam chúng ta thì sao? Những cái nghiên cứu trước đây thì thường là người ta tìm thấy hai cái chủng đó là 2A và 2B. Tuy nhiên, đặc biệt những cái nghiên cứu thời gian gần đây, kể cả ở miền Bắc tại Hà Nội và kể cả miền Nam ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì điều tìm thấy đó là hiện nay cái chủng mà phổ biến tại Việt Nam đó là chủng 2C. Và chó sau khi làm bệnh thì nó vẫn mang một cái lượng lớn Baclofeldt virus trong vòng từ vài tuần cho tới vài tháng, và nó tiếp tục nó bài thải ra môi trường bên ngoài thông qua cái phân hoặc là thông qua những cái chất tiết khác. Bệnh Baclofeldt virus nó sẽ tấn công vào cái đường ruột là chủ yếu. Nó sẽ không có giống như Caren. Caren cái này thì chúng ta thấy nó sẽ tấn công vào đường hô hấp nè, tấn công vào đường tiêu hóa và tấn công vào thần kinh. Nhưng mà đối với Baclofeldt virus thì tấn công chủ yếu đó là vào đường ruột, đặc biệt đó là cái đoạn ruột non, và nó sẽ gây hư hại những cái tế bào khác, chẳng hạn như là những cái tế bào tủy xương hoặc là hệ miễn dịch. Trong đó thì nhiều nghiên cứu người ta đã thấy rằng đó là một số cái giống chó đặc biệt là nhạy cảm đối với cái bệnh Baclofeldt. Thì những cái giống chó đó là gì? Thứ nhất đó là Rottweiler, Doberman, Pitbull, Labrador hoặc là English Springer Spaniel với lại cái chó Berger, là những cái giống chó người ta nhận thấy rằng đặc biệt nó nhạy cảm với cái bệnh Baclofeldt hơn so với những cái giống chó khác. Cái triệu chứng thì nó sẽ biểu hiện trong vòng từ 3 cho tới 10 ngày kể từ khi nó nhiễm bệnh. Chúng ta sẽ có hai cái thể thứ nhất đó là cái thể tim. Cái thể tim này thì rất may, đây là một cái thể nó rất hiếm gặp trên thế giới. Tuy nhiên, những cái con chó mà nó bị cái thể tim thì thường là cái khả năng tử vong nó rất là cao. Và đặc biệt cái thể tim thì thường chúng ta sẽ hay gặp trong cái trường hợp giống như cái này tôi vừa nói đó, là những cái con chó mẹ nó bị Baclofeldt virus và sau đó nó mang thai. Và sau đó là cái virus này nó sẽ qua nhau thai và nó sẽ tấn công vào cái bào thai và nó sẽ tấn công vào cái cơ tim. Cho nên khi cái con chó con chào đời, nó đang mang cái virus đó bên trên cơ tim rồi, và nó sẽ gây ra cái tình trạng đó là con chó con nó sẽ chết một cách đột ngột. Sau đó và cái khoảng thời gian chết rất là nhanh, có thể là khoảng 2 tuần sau khi chào đời là con chó con nó sẽ chết một cách đột ngột. Nhưng rất may rằng đó là cái thể tim này thường là chúng ta hiếm gặp. Đa số các trường hợp là chúng ta sẽ gặp ở cái thể đường ruột. Thể đường ruột này đó là virus nó sẽ phân chia trong những cái tế bào vĩ mô của ruột và nó gây ra cái hoại tử bong tróc những cái tế bào niêm mạc. Và đưa tới đó là làm cho con chó con đó là nó sẽ bị tiêu chảy. Bởi vì nó hư hại cái tế bào niêm mạc thì nó sẽ không hấp thu được cái dưỡng chất. Đồng thời hư hại cái lớp niêm mạc của đường ruột thì nó sẽ gây ra xuất huyết. Với như vậy thì khi con chó con nó đi tiêu chảy rất là dữ dội, và người ta còn gọi hiện tượng này đó là tiêu chảy vọt cần câu. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy cái phần phân nó sẽ có lẫn máu. Và không chỉ lẫn máu, nó sẽ gồm có kể cả những cái tế bào niêm mạc của đường ruột và cũng như là những cái vi khuẩn trong đường ruột. Và chính cái hỗn hợp này nó sẽ tạo ra một cái mùi rất là đặc trưng. Và cái mùi nó có cái mùi thối khắm. Cho nên khi mà chúng ta gặp những cái trường hợp bệnh Baclofeldt, chúng ta đã từng nghe cái mùi đó thì tôi tin chắc là chúng ta sẽ không bao giờ quên được. Thì cái
cái mùi đó, đó là do cái hỗn hợp như thế, gồm có những cái dịch dưỡng chất, gồm có những cái tế bào niêm mạc ruột, gồm có máu và gồm có những cái vi khuẩn trên cái đường ruột và nó gây ra. Và ngoài ra khi mà nó bị hư hại cái đường ruột như thế thì nó sẽ mở đường cho những cái vi khuẩn hoặc cho những cái mầm bệnh khác, nó sẽ tấn công vào. Chẳng hạn chúng ta thấy có những cái trường hợp như là Salmonella nè, E. coli nè, Clostridium nè, về kể cả một số virus khác, chẳng hạn như là coronavirus, nó sẽ theo đó rồi nó sẽ tấn công vào cái đường ruột của con cháu và nó sẽ gây cái mức độ bệnh nó sẽ nghiêm trọng hơn và có thể đưa tới cái con cháu con nó sẽ bị chết. Và chúng ta nhớ cái con cháu con đối với những cái trường hợp bệnh bạch hầu khi nó chết, nó không phải chết do cái con virus mà nó chết một cách gián tiếp, đó là do nó bị mất nước hoặc do nó bị cái nhiễm cái phát bởi những cái con vi khuẩn hoặc những cái con virus khác, nó nhiễm cái phát và nó gây ra mức độ nghiêm trọng nó mới chết. Chúng ta thấy những cái triệu chứng như sau. Con cháu con nó có thể nó sẽ bị ủ rũ, bỏ ăn, nó ít vận động và nó sẽ bị ói mửa do những cái niêm mạc nó bị phá hủy và gây lết. Đồng thời nó sẽ bị tiêu chảy nặng, phân nó sẽ sậm màu, rầy loãng cho lẫn máu với lại có cái mùi hôi thanh rất là đặc trưng. Và con cháu con nó sẽ sốt cao từ 40 cho tới 41 độ và do cái dạ dày với lại ruột nó bị hư hại nặng ở cái phần niêm mạc cho nên nó sẽ đau ở cái vùng bụng, cho nên khi chúng ta sờ nắng vùng bụng con cháu nó sẽ đau và nó sẽ kêu ra và nó bị mất nước, mất điện giải và có thể dẫn đến là tử vong và con thú nó sẽ bị sụt cân một cách nhanh chóng và gương mũi nó cũng sẽ bị khô. Chúng ta thấy hầu hết chó con nó xảy ra ở cái lứa tuổi là từ 8 cho tới 20 tuần tuổi là nó tỷ lệ nhiễm nó cao, diễn biến bệnh nó nhanh và nguy kịch chỉ trong vòng vài ngày. Và đối với những cái trường hợp mà con chó mẹ nó đã bị nhiễm bạch hầu rồi thì có thể sẽ lây qua cho chó con và đưa tới là xuất hiện cái tai tim và đưa tới là tử vong. Và đối với cái việc mà chết thì thường như ta nói là không phải là do trực tiếp cái con virus mà do một cách gián tiếp thông qua cái việc nó bị mất nước, mất chất điện giải và do bị nhiễm kế phát. Và kể cả những cái người mà chăm sóc hoặc là bác sĩ điều trị đều phải được bảo hộ để không phải là tránh lây lan qua cho chúng ta mà tránh nó lây lan qua cho những cái con thú cưng khác. Cho nên chúng ta nên mang găng tay, nên mặc những cái đồ bảo hộ khi chúng ta vào những cái khu vực đó chúng ta chăm sóc cho thú. Và tới khi chúng ta ra thì chúng ta lột bỏ những cái găng tay hoặc là cái áo bảo hộ để chúng ta tránh đó là mang mầm bệnh đi tới những nơi khác. Trong cái trường hợp nếu như mà nó không có ói nhiều thì chúng ta có thể cho nó uống nước, bùn nước với là cái chất điện giải. Nhưng trong cái trường hợp nếu như nó ói nhiều thì chúng ta nên truyền dịch qua đường tĩnh mạch giống như cái này tôi đã nói và chúng ta kết hợp thêm sử dụng cái men vi sinh hỗ trợ đường ruột và chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc chống ói và chúng ta có thể sử dụng những cái loại kháng sinh phổ rộng để chúng ta ngăn ngừa những cái trường hợp nó bị thụ nhiễm với là những cái vi khuẩn. Một cái điều lưu ý đối với những cái việc mà điều trị đối với cái bệnh bạch hầu cũng như là một số cái bệnh khác, đặc biệt là bệnh bạch hầu, đó là cái điều trị liệu pháp về mặt tâm lý. Bởi vì tại sao đối với cái bệnh bạch hầu cái điều này nó lại quan trọng? Chúng ta thấy cái mùi cái phân nó rất là hôi cho nên hầu như là mọi người ngại tránh tiếp xúc với những cái con chó nó bị nhiễm bạch hầu. Chúng ta thấy đối với chúng ta cũng y chang như thế, một khi chúng ta bị bệnh thì thường lúc đó là chúng ta cái tâm lý rất là dễ trở nên yếu đuối và cảm thấy đôi khi là buồn hoặc có thể là sẽ cảm thấy đó là bị bỏ rơi khi mà nếu như không có người thân chăm sóc chúng ta, không có người thân khi không phải thân cận với chúng ta trong cái giai đoạn chúng ta bị bệnh như thế. Cái con thú cưng cũng y chang như vậy, bình thường chúng ta cưng, chúng ta chơi với nó nhưng mà tới khi nó bị bệnh bạch hầu chúng ta lại nghe cái mùi hôi, chúng ta lại tránh xa nó và chính cái việc mà cái tâm lý nó sẽ làm cho cái mức độ bệnh có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Cho nên trong cái điều trị bạch hầu thì cái việc mà tâm lý là một trong số những yếu tố thường quan trọng, đặc biệt đối với chúng ta là bác sĩ thì chúng ta biết cái điều đó và những cái người mà chăm sóc thú đối với bệnh bạch hầu chúng ta phải lưu ý tới cái điều này. Chúng ta phải chăm sóc, chúng ta gần, chúng ta vuốt ve, chúng ta chơi và chúng ta an ủi con thú cưng. Và chúng ta biết rằng những cái người bị bệnh nhưng mà nếu như cái tâm lý người ta tốt, người ta thoải mái thì cái mức độ và cái hiệu quả của cái việc điều trị nó sẽ tốt hơn nhiều. Cho nên đối với cái việc điều trị bạch hầu thì chúng ta nên lưu ý tới cái điều này. Đó là chúng ta có thể nói cái người chủ nuôi để người ta lưu ý hơn cái việc này và kể cả chúng ta là cái người mà điều trị và chăm sóc trong cái thời gian con thú cưng lưu trú ở tại bệnh viện hoặc phòng khám chúng ta thì chúng ta nhớ lưu ý tới cái điều đó. Và đối với cái việc phòng bệnh thì đối với cái bạch hầu cũng như care thì cái việc phòng bệnh đương nhiên đó là sẽ rất là quan trọng. Thông qua cái việc đó là chúng ta tiêm phòng vaccine và vaccine bạch hầu đó là một trong số 4 cái bệnh được khuyến cáo đó là bắt buộc tiêm phòng cho chó trên toàn thế giới theo hướng dẫn của Hội Thú y Thú nhỏ thế giới, đó là như thế.
Và đối với cái trường hợp này, thì đó chúng ta nhớ lưu ý là chúng ta nên tẩy dung sáng cho các con thường xuyên. Bởi vì những cái nghiên cứu người ta đã chứng minh được rằng cái việc mà có tim, xin lỗi, cái việc mà chúng ta có tẩy dung hay không có ảnh hưởng tới cái tỷ lệ mà chúng ta điều trị hoặc là cái nguy cơ mà thú cưng nó bị nhiễm cái mặt vô. Những cái con thú cưng được tẩy dung sáng định kỳ thì như vậy là cái nguy cơ nó sẽ thấp hơn. Và chúng ta không cho con chó con chơi với những con chó khác hoặc là tiếp xúc với lệ phân động vật khác cho tới khi chúng ta hoàn tất cái quy trình tiêm chủng vaccine, và chúng ta nên giữ vệ sinh sạch sẽ khu vực chúng ta nuôi. Và đối với cái việc tiêm phòng, đó là cái vaccine, đó là cái hiệu quả để chúng ta có thể giúp bảo vệ được con thú cưng của chúng ta. Tôi xin sang tiếp cái bệnh thứ ba, đó là coronavirus. Coronavirus thì đây là một cái bệnh cũng là do virus nó gây ra. Và đối với cái bệnh coronavirus này thì nó khác so với hai cái bệnh mà tôi vừa nói bên trên, Care và Bạc Hô. Đối với coronavirus thì thường nó xảy ra trên những cái con thú nó lớn, thường là ít nhất là trên 6 tháng tuổi. Đối với Bạc Hô và Care chúng ta vừa thấy đó là thường nó xảy ra trên những cái con chó con. Và đối với cái mức độ của coronavirus thì nó không có nguy hiểm như là đối với cái bệnh Care và bệnh Bạc Hô. Thông thường những cái con chó khi nó bị nhiễm corona thì nó có thể nó sẽ tự khỏi, mặc dù nó sẽ thể hiện ra những cái dấu hiệu trên cái đường tiêu hóa, nhưng thường và sau đó nó sẽ tự khỏi và cái tỷ lệ tử vong nó thấp đối với cái coronavirus. Và đối với cái coronavirus thì đây là cái bệnh nó sẽ tấn công vào cái đường ruột, cụ thể nó là ở 2/3 của cái đoạn đầu, thường nó sẽ ra ở cái phần ruột non. Và chúng ta có thể sẽ thấy những cái dấu hiệu như là nó bị tiêu chảy nè, nó sẽ sốt, rồi nó ủ rũ, nó bỏ ăn. Và đối với trên những cái con thú trưởng thành thì những cái dấu hiệu thì thường là chúng ta sẽ thấy nó sẽ nhẹ hơn, sẽ trên những cái con chó còn nhỏ. Nó có thể gây tiêu chảy, rồi mất nước, và nó cũng có thể nó sẽ có cái mùi hôi. Tuy nhiên, đối với cái bệnh này thì là nó sẽ thường là không có gây nguy hiểm, không có gây nguy hiểm nhiều trên chó. Tuy nhiên, trong cái trường hợp nếu mà nó bị nhiễm ghép, đặc biệt là nhiễm ghép với là Bạc Hô virus thì nó sẽ lại trở nên rất là nguy hiểm. Và cái con chó nó bị nhiễm ghép gồm có Bạc Hô và coronavirus thì thường là nó sẽ bị nguy hiểm hơn, cái mức độ nó sẽ nghiêm trọng hơn. Còn nếu như mà nó chỉ bị nhiễm đơn thuần là một mình coronavirus mà thôi thì nó sẽ không có gây nguy hiểm cho con chó. Cho nên chúng ta nên nhớ đó là tại sao mà coronavirus, đó là chúng ta thấy có một số cái công ty đó là người ta sẽ không có đưa cái vaccine corona vào. Bởi vì hiện nay đó là tổ chức thú y thú nhỏ thế giới, họ không có khuyến cáo tiêm coronavirus trên chó. Đó là cái hướng dẫn của tổ chức thú y thú nhỏ thế giới vào năm 2016, đó là người ta hướng dẫn là như thế. Bởi vì do cái mức độ đó là nó sẽ không có gây nguy hiểm nếu nó xuất hiện một mình. Rồi chúng ta cũng sẽ thấy những cái dấu hiệu trên đường tiêu hóa, rồi cũng có thể là đưa tới là nó bị viêm phổi. Đối với cái việc chẩn đoán thì hiện nay đó là người ta có thể làm những cái chẩn đoán dựa trên cái test nhanh trong cái điều kiện phòng khám của chúng ta. Hoặc nếu chúng ta muốn chính xác hơn thì chúng ta có thể làm những cái phương pháp bằng PCR hoặc là bằng ELISA trong những cái trung tâm xét nghiệm và chẩn đoán. Đối với cái việc điều trị thì hiện nay đó là chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Và chúng ta cũng điều trị tương tự như là đối với hai cái bệnh như trên. Chúng ta có thể là sẽ truyền dịch trong cái trường hợp nó bị mất nước do nó bị tiêu chảy. Hoặc chúng ta có thể kết hợp thêm những cái kháng sinh hoặc là vitamin trong những cái trường hợp nếu mà chúng ta cần để mà tránh phụ nhiễm. Và đối với cái phòng bệnh thì hiện nay đó là cái vaccine đối với cái corona thực sự là không có hiệu quả lắm. Trong nhiều cái nghiên cứu người ta đã chứng minh. Và theo tổ chức thú y thú nhỏ thế giới đó là người ta không có khuyến khích người ta tiêm cái vaccine coronavirus. Các chị có thể ở cái phần cái slide cuối là tôi có cung cấp cái đường link của cái trang Hội thú y thú nhỏ thế giới. Các chị có thể vào đó để các chị tham khảo cái hướng dẫn của Hội thú y thú nhỏ thế giới. Và chúng ta nên cách ly chó để tránh cái trường hợp là phát tán sau đó và chúng ta nên sát trùng cái khu vực nuôi. Bệnh tiếp theo đó là viêm gan truyền nhiễm. Viêm gan truyền nhiễm đây là một cái bệnh do virus, và cái con virus đó là adenovirus type 1 gây ra. Đặc điểm của bệnh này đó là lây lan rất là nhanh và nó sẽ xâm nhập qua đường tiêu hóa, qua miệng, qua trực tiếp phân nước tiểu hoặc là qua những cái vật trung gian, những cái côn trùng hoặc là qua những cái vật dụng mà chúng ta nuôi thú cưng. Và chúng ta có thể gặp trên tất cả các lứa tuổi, trong đó thường là cái mức độ nghiêm trọng nó xảy ra trên những cái con chó dưới 1 năm tuổi. Và thời gian của bệnh đó là từ 5 cho tới 7 ngày. Và virus này nó sẽ tấn công vào gan, thận, mắt với lại cái hệ tuần hoàn. Chúng ta có thể sẽ thấy gặp ở hai cái thể. Cái thể thứ nhất là cái thể quá cấp và thứ hai đó là cái thể cấp.
Thì quá cấp thì nó sẽ có những cái triệu chứng đó là nó bỏ ăn nè, nó suy sụp, nó lảo đảo, nó ói mửa, rồi tiêu chảy lẫn máu và có thể là sẽ là sốt cao từ 40 tới 41 độ. Đối với cái thể cấp thì đó là ngoài những cái dấu hiệu bên trên thì nó sẽ kết hợp, đó là con cún nó sẽ đau bụng dữ dội, niêm mạc nó sẽ sung huyết, phù nề, rồi trong mắt nó sẽ chuyển sang cái màu vàng và da nó sẽ chuyển sang màu vàng, đó là cái thể hoàng đản. Và chúng ta có thể sẽ thấy xuất huyết ở nhiều cái cơ quan và kể cả ở cái phần mũi, phần lợi, có là cái phát ống tiêu hóa và dưới da, và nó có thể sẽ bị nhiễm cái phát. Những cái triệu chứng chúng ta có thể sẽ thấy đó là con cún nó sẽ lờ đờ, nó sẽ bỏ ăn, rồi cái vật cái niêm mạc nó sẽ chuyển sang cái màu vàng, cái dạng hoàng đản, và chúng ta thấy những cái dấu hiệu đó là nó sẽ bị viêm gan và chúng ta sẽ thấy nó bị viêm cái kết mạc và làm cho cái mắt con cháu nó sẽ chuyển sang cái màu xanh. Và cho nên đối với cái bệnh này thì một số cái trường hợp người ta còn gọi đó là cái bệnh mắt xanh trên cháu, thì đó là bởi vì do cái mắt nó bị viêm kết mạc và nó chuyển sang cái màu xanh. Chúng ta có hai thể, đó là cái thể quá cấp. Cái thể này thì con thú nó có thể nó sẽ bị tử vong, cái nguy cơ tử vong cao. Cái lý do mà nó bị tử vong bởi vì do virus này nó tấn công vào cái hệ tuần hoàn và đưa tới là nó sẽ bị vỡ cái mạch máu và gây ra cái xuất huyết nội tràn lan bên trong cơ thể và đưa tới con thú nó sẽ bị chết. Còn đối với cái thể thứ hai đó là cái thể cấp. Cái thể này thì nó có thể có những cái dấu hiệu triệu chứng đặc hiệu hoặc là không đặc hiệu, và có thể một là cái tử vong, nhưng cái tỷ lệ này nó sẽ thấp hơn so với cái thể quá cấp. Cái thứ hai là có thể là chúng ta chữa trị khỏi thành công, nhưng nó sẽ để lại cái di chứng, và cái di chứng đó là chúng ta thấy mắt của con thú nó sẽ chuyển sang cái màu xanh, giống như khi nãy tôi nói, đó là do nó bị viêm kết mạc và sau đó thì nó sẽ đưa tới là nó sẽ bị loét cái kết mạc và nó để lại cái di chứng đó là mắt nó màu xanh. Và chúng ta có thể điều trị lành bệnh mà nó không để lại cái di chứng trên mắt. Đối với cái việc chẩn đoán thì đó là chúng ta cũng dựa vào cái tiền sử bệnh và dựa vào những cái dấu hiệu lâm sàng, và đồng thời chúng ta có thể thực hiện đó là cái xét nghiệm máu, hoặc là chúng ta có thể dùng những cái test nhanh chúng ta kiểm tra, hoặc chúng ta nếu cần thì chúng ta thêm cái chẩn đoán hình ảnh để chúng ta kiểm tra và cái mức độ hư hại của cái gan. Đối với cái việc điều trị thì chúng ta chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với cái bệnh này, thì chủ yếu đó là chúng ta cũng dựa vào cái việc trợ sức và chúng ta chỉ dựa trên cái triệu chứng, và chúng ta có thể bù nước hoặc là điện giải trong những cái trường hợp nó ói hay là tiêu chảy nặng, và chúng ta có thể truyền logo trong cái trường hợp nếu như con thú cưng nó không có ăn được. Và trong cái trường hợp nếu như chúng ta muốn tránh phù nhiễm, chúng ta có thể dùng thêm cái kháng sinh hoặc là chúng ta kết hợp thêm cái vitamin, và chúng ta nên cách ly những cái con thú bệnh để tránh nó lây lan. Và chúng ta cũng lưu ý cái giữ ấm cho con thú cưng và cái liệu pháp về mặt tâm lý. Đối với cái việc phòng ngừa, đó là cái vaccine, đó là một cái yếu tố quan trọng, và đây cũng là một trong số 4 cái bệnh bắt buộc tiêm phòng trên chó đối với theo hướng dẫn của Hội Thú Y Thú Nhỏ Thế Giới. Bên trên thì đó là những cái bệnh gây ra do virus. Bây giờ tôi sẽ sang một cái bệnh đó là do vi khuẩn, đó là cái bệnh lepto. Đối với cái bệnh lepto, đây là một cái bệnh do cái móc câu ở hai đầu nó gây ra. Và đối với cái bệnh lepto này ở tại Việt Nam thì cái tỷ lệ nhiễm nó khá là cao. Tí nữa cái slide tiếp theo các chị sẽ thấy những cái nghiên cứu ở những cái vùng khác nhau từ Việt Nam thì cái tỷ lệ này nó rơi vào khoảng từ 20 cho đến 40%. Và chúng ta thường thấy đó là nó sẽ bài qua cái con đường nước tiểu và những cái chất tiết khác. Và thường đối với những cái trường hợp bệnh này là nó sẽ có mang cái tính theo mùa. Bởi vì trong cái điều kiện mà nhiệt độ lạnh thì thường là vi khuẩn này nó ít có cơ hội nó sẽ phát triển. Nhưng mà khi nó gặp cái điều kiện thuận lợi và gặp trong cái điều kiện đó là về mùa mưa hoặc là những cái dịp mà lũ lụt thì như vậy là cái bệnh này nó sẽ có nguy cơ nó sẽ phát tác nó rộng hơn. Bởi vì mầm bệnh là nó phát tán qua cái nước tiểu, và nước tiểu ra môi trường bên ngoài gặp điều kiện đó là ao, hồ, sông, suối hoặc là gặp cái mùa mưa thì như vậy mầm bệnh nó có thể phát tán rộng ra và nó sẽ có cái nguy cơ và nó sẽ nhiễm cho những cái con thú cưng khác. Thời gian của bệnh đó là từ 5 cho đến 14 ngày. Và đối với cái bệnh này thì nó đặc biệt là nó có khả năng nó lây qua trong người. Cho nên đây là một trong số những cái bệnh xếp vào cái nhóm đó là bệnh truyền lây từ động vật sang người. Trong những cái bệnh truyền nhiễm trên chó thì chúng ta biết rằng là ngoài cái bệnh lepto này thì nó còn có thêm cái bệnh dại, là cái bệnh nó có khả năng nó sẽ lây từ chó qua cho người. Có nhiều chủng lepto khác nhau, trong đó người ta thấy rằng là có khoảng cỡ từ 8 cho tới 10 chủng là thường gây bệnh trên chó và mèo. Và theo những cái nghiên cứu những cái năm gần đây, một cái nghiên cứu ở tại Bệnh viện Thú Y với lại tại Trường Đại học Nông Lâm thì thấy rằng cái tỷ lệ nhiễm
trên chó đó là khoảng 41%. Một cái nghiên cứu khác ở tại Hà Nội thì cho thấy đó là cái tỷ lệ nhiễm đó là khoảng 28% với bốn cái chủng mà thường hay gặp nhiều nhất, giống như trên slide chúng ta thấy. Và một cái nghiên cứu khác tại Cần Thơ thì người ta thấy rằng đó là người ta kiểm tra trên chó và trên chuột cống, bởi vì chúng ta biết rằng chuột cống đó là cái ký chủ gốc nó mang cái mầm bệnh này, thì trên chó đó là khoảng 20% chó là nó bị nhiễm lepto, nó mang cái mầm bệnh lepto, và khoảng 39% chuột cống là nó mang cái mầm bệnh lepto. Trong đó hai cái chủng mà người ta thấy cao nhất đó là cái heterohemorrhage với lại cái Wolfsprit là hai cái chủng mà người ta thấy cao nhất ở tại Cần Thơ. Cái vòng truyền lây thì chúng ta biết rằng đó là chuột, đó là cái ký chủ gốc nó mang cái mầm bệnh này, và sau đó thì nó có thể là nó sẽ bài thải ra môi trường bên ngoài, hoặc là do những cái động vật hoang dã, hoặc là do thú cưng, hoặc là thú hoang, trên chó hoang nó sẽ ăn những cái con chuột này, và đưa thấy là nó sẽ bị nhiễm cái mầm bệnh, và khi đó là nó sẽ đi tiểu và nó bài tiết cái mầm bệnh ra cái môi trường bên ngoài. Cái con đường bài tiết là thông qua cái chất tiết, thông qua nước tiểu và thông qua cái việc mà mẹ truyền sang con. Cái triệu chứng thì nó có thể nó thay đổi tùy theo cái thể bệnh. Và trong cái trường hợp nếu như trong giai đoạn đầu, hoặc là đối với những cái con chó có hệ thống miễn dịch tốt thì cái biểu hiện là nó sẽ không rạch trưng. Nhưng mà trong giai đoạn sau, hoặc là những cái con chó nó có biểu hiện có cái hệ miễn dịch nó kém thì cái bệnh tiến triển nó sẽ nhanh và có thể sẽ gây ra tử vong trên chó. Chúng ta đây như cái triệu chứng chung có thể là liên quan tới cái thứ nhất là tiêu hóa. Con chó nó có thể nó sẽ bỏ ăn, để nó có thể sẽ bị nôn ói, đau bụng dữ dội và có thể là tiêu chảy. Hoặc liên quan tới những cái dấu hiệu về thân nhiệt là nó sẽ sốt cao, hoặc liên quan tới cái thể trạng đó là nó sẽ lừ đường, nó suy kiệt, nó gầy, hoặc là liên quan tới cái tiết niệu là con thú nó sẽ bị viêm thận, suy thận và nó khát nước, bị tiểu, lắc nhắc. Vậy chúng ta thấy là nó sẽ bị viêm gan, rồi nó sẽ xuất hiện những cái dấu hiệu hoàng đản, hoặc là nó sẽ tích nước ở xoang bụng, rồi nó rối loạn hô hấp, tim mạch với lại khó thở, và chúng ta có thể thấy là trường hợp này là nó sẽ gây sảy thai trên con chó mẹ, và nó có thể đưa tới là nó sẽ bị tử vong. Chúng ta có hai cái thể. Thể thứ nhất đó là cái thể cấp tính, hay chúng ta còn gọi là cái thể thương hàn. Và chúng ta sẽ có một cái thể hoàng đản với là một cái thể bán cấp tính hoặc là cái thể mãn. Đối với cái thể cấp tính thì nó sẽ tấn công vào cái hệ tuần hoàn và nó sẽ gây ra xuất huyết niêm mạc, và đưa tới đó là nó sẽ viêm kết mạc mắt, rồi nó ói, rồi chúng ta sẽ thấy phân nó sậm màu, có thể máu, và nó có thể nó sẽ tử vong nhanh. Cái thể thứ hai là thể hoàng đản. Khi này thì những cái tế bào mật thì nó có thể nó sẽ tấn công vào cái hệ tuần hoàn và đưa tới là nó sẽ viêm kết mạc mắt, và nó biểu hiện đó là nó vàng da, rồi vàng cái niêm mạc, con thú nó khó thở, ói mửa và có thể là tử vong trong vòng một tuần. Đối với cái thể mãn thì đó là nó sẽ xuất hiện những cái triệu chứng đó là nó uống nhiều, tiểu nhiều, rồi nó ói mửa, tiêu chảy, và nó có thể nó sẽ hơi thở nó có mùi ure và viêm mắt hoặc là hôn mê và có thể là sẽ là tử vong. Đối với cái việc chẩn đoán thì đó là chúng ta dựa vào cái bệnh sử, dựa vào cái hành vi của con thú và dựa vào cái thói quen con thú nó có tiếp xúc với lại ao hồ hoặc là sông suối hoặc là tiếp xúc với lại nước trước đó hay là không, hoặc là nó có thường hay bắt chuột hay là không. Còn ngoài ra đó là chúng ta dựa vào những cái xét nghiệm và thử nghiệm, thì đối với cái xét nghiệm mà chúng ta thường hay sử dụng hiện nay đó là cái phương pháp đó là xét nghiệm huyết thanh đối với cái phản ứng mát. Ngoài ra nữa đó là chúng ta có thể kết hợp là thêm cái chẩn đoán hình ảnh để chúng ta kiểm tra xem cái mức độ hư hại của gan, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái ELISA hoặc là PCR để chúng ta sẽ thực hiện những cái xét nghiệm cho nó kết quả chính xác hơn. Đối với cái việc điều trị đó là chúng ta có thể truyền dịch để chúng ta bù nước trong cái trường hợp nó bị tiêu chảy hoặc là bị ói, rồi chúng ta dùng những cái kháng sinh phổ rộng và chúng ta dùng những cái thuốc hỗ trợ cho gan, rồi chúng ta có thể giảm ói, chống ói và chúng ta trợ sức với lại vitamin. Đối với việc phòng ngừa thì đó là chúng ta nên cách ly cái con thú bệnh. Và ngoài ra, bởi vì như cái này ta nói đây là cái bệnh nó lây qua trong người, cho nên cái việc mà chúng ta chăm sóc hoặc là điều trị đối với những cái con chó nó bị nhiễm lepto, chúng ta phải bảo hộ chúng ta một cách đầy đủ thông qua cái việc chúng ta mang găng tay khi chúng ta điều trị, mặc áo để bảo hộ cho chúng ta, và chúng ta phải bỏ tất cả những cái găng tay hoặc là những cái áo đó sau khi chúng ta chăm sóc, chúng ta điều trị cho những cái con chó nó bị lepto, để tránh cái trường hợp là nó có thể nó sẽ lây qua nhiễm cho chúng ta. Và chúng ta nên hạn chế cho chó chơi những cái khu vực có ao hồ, sông suối, và chúng ta tránh cái trường hợp đó là cho chó, tức là chó nó sẽ bắt hoặc là nó ăn những cái con chuột, và cách đó là chúng ta nên tìm cách chúng ta diệt chuột và hạn chế cho chó tới những cái khu vực mà có nhiều chuột và nó có thói quen nó bắt chuột. Và đối với người thì như cái này tôi đã nói đó là chúng ta phải cẩn thận
vừa lưu ý khi chúng ta tiếp xúc đối với những cái trường hợp những cái con chó nó bị vặt vô, và chúng ta khi điều trị chúng ta phải bảo hộ cho chúng ta. Và nếu như có những cái dấu hiệu sức khỏe bất thường thì chúng ta nên đi kiểm tra ngay ở bệnh viện, và chúng ta nên rửa tay sau khi chúng ta chơi đùa với lại thú cưng. Rồi một cái bệnh và cái đặc điểm đó là nó sẽ lây lan cực kỳ là nhanh. Cái bệnh này người ta còn gọi đó là cái bệnh chó greyhound, đó là cái chó đua. Tại sao người ta lại gọi cái bệnh chó greyhound? Bởi vì cái bệnh này nó là được phát hiện lần đầu tiên ở trên những cái đàn chó đua greyhound. Người ta thấy những cái trại đua chó, những cái con chó greyhound nó bị cái bệnh này, và người ta lấy cái tên người ta đặt. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đó là cái bệnh này có thể xảy ra cho tất cả các giống chó, không chỉ riêng nhóm chó greyhound. Nhưng mà thường đó là người ta thấy nó là xảy ra ở những cái nơi mà người ta nuôi nhốt chó với cái mức độ cao và đông, chẳng hạn như là những cái trại chó giống hoặc là những cái trại đua chó vân vân. Và nếu như cái trường hợp nó mắc một cách riêng lẻ thì nó sẽ không quá nguy hiểm, nhưng mà đây là một trong số những cái nguyên nhân mà gây ra cái bệnh phức hợp, gây ra cái bệnh ho của chim chó, thì đây là một trong số những cái tác nhân chủ yếu nó gây ra cái bệnh đó. Đặc điểm của bệnh này là nó sẽ lây lan chủ yếu qua không khí, đường hô hấp hoặc là những cái chất tiết, nước mũi, và tỷ lệ cao nhất đó là những cái nơi mà nuôi ở cái mức độ cao. Và chúng ta thấy ở trên tất cả các lứa tuổi nó sẽ có nguy cơ nó bị nhiễm, và bệnh nặng nhất thì thường nó xảy ra trên những cái con chó con. Chúng ta thấy cái triệu chứng mà điển hình nhất đó chính là ho dai dẳng, ho mà chúng ta thấy điều trị nó không có hiệu quả. Và đặc biệt là khi cho con thú nó vận động thì nó sẽ ho nhiều, và cái đây là nó sẽ ho có đàn. Và cái triệu chứng chúng ta có đây sẽ thấy giống như những cái triệu chứng của bệnh cúm khác, như là sổ mũi, là hắt hơi nè, chảy dịch mũi, thì những cái dấu hiệu này có thể là cái thể nhẹ. Cái thể nặng thì ngoài những cái triệu chứng như bên trên, nó có thể sẽ gặp là nó sẽ sốt, mất mệt mỏi, nó khó thở, viêm mắt, đỏ mắt hoặc là viêm kết mạc, giảm ăn, bỏ ăn, hoặc có thể đưa tới là nó bị viêm cái khí quản lâu ngày và chuyển thành là viêm phổi. Chúng ta có thể là thực hiện cái việc chẩn đoán hình ảnh để chúng ta đánh giá cái mức độ của cái viêm phổi, và chúng ta có thể kiểm tra cái xét nghiệm máu. Thì chúng ta có thể kiểm tra soi cái phế quản, và chúng ta rửa phế quản, và chúng ta lấy cái dịch phế quản để chúng ta đem đi xét nghiệm, và chúng ta có thể phân lập để tìm virus. Và khi mà chúng ta đã chẩn đoán thì chúng ta nên cách ly để tránh nó là nó sẽ lây lan cho những cái con chó khác ở bên trong đàn, và chúng ta nên bắt đầu điều trị càng sớm mà càng tốt. Đối với cái việc điều trị thì đầu tiên hết đó là chúng ta phải cách ly con thú, và hầu hết thì đó là nó có khả năng nó sẽ tự khỏi từ 3 cho đến 10 ngày. Và chúng ta có thể kết hợp đối với cái việc điều trị bằng cái kháng sinh phổ rộng để tránh những cái trường hợp là nó sẽ bị kế phát, nó bị nhiễm những cái vi khuẩn khác. Và chúng ta có thể kết hợp truyền dịch, nếu trong những cái trường hợp là nó có thể bị ói thì chúng ta có thể kết hợp cái việc truyền dịch. Và chúng ta hạn chế cho nó vận động, chúng ta nên cho nó để nghỉ ngơi. Và chẳng hạn nếu chúng ta dẫn chó đi ra bên ngoài, chúng ta mang cái dây dẫn chó thì chúng ta tránh hạn chế đó là sẽ siết cái dây ngay chỗ cái phần cổ, và thay vào đó là chúng ta sẽ đeo ngay chỗ cái phần vai để tránh kích thích ngay chỗ cái vùng hầu hồng gây ho cho chó. Và chúng ta nên cho nó ăn thức ăn mềm, cho nó uống đầy đủ nước, và chúng ta nên cách ly những cái con chó bệnh. Và đối với cái việc phòng ngừa thì đó là chúng ta nên tiêm phòng bằng cái vaccine, thì đó là cái việc phòng ngừa đó là hiệu quả nhất. Rồi một cái bệnh cuối cùng đó là cái bệnh hoa cũi. Thì đây là một cái bệnh phức hợp do nhiều nguyên nhân khác nhau nó gây ra, đó là có thể là do virus và có thể là do vi khuẩn nó sẽ gây ra. Và đặc điểm của bệnh này đó là nó lây lan cực nhanh, và cũng giống như cái trường hợp đó là cái bệnh phó cúm trên chó. Bệnh này thì thường chúng ta gặp ở những cái nơi mà chúng ta nuôi nhốt chó với cái mức độ cao, chẳng hạn như là những cái trại đua chó, hoặc những cái trại chó giống, hoặc những cái nơi để mà nuôi nhốt những cái con thú cưng với cái mức độ cao, thì thường là chúng ta sẽ gặp những cái bệnh này có cái nguy cơ cao. Và thường chúng ta sẽ gặp vào khi giao mùa và những cái trường hợp khi nó bị nhiễm lạnh, hoặc là những cái nơi nuôi nhốt với cái mức độ cao. Chúng ta thấy cái triệu chứng là nó sẽ ho khan và ho dai dẳng, tiếng ho nó có thể nặng nề, và nó có thể là sẽ khạc nhổ liên tục, và nó chảy mũi nước, chảy gàn, và gương mũi nó sẽ khô. Trong cái trường hợp nếu như nó bị thể nhẹ thì nó vẫn sinh hoạt một cách bình thường, nhưng mà nếu trong cái trường hợp nặng thì có thể đưa tới là nó sẽ bị viêm phổi, sốt cao, và có thể là bị hôn mê, và thậm chí là tử vong. Đối với cái việc chẩn đoán thì đây là chúng ta dựa vào những cái dấu hiệu triệu chứng liên quan tới cái đường hô hấp.
Tuy nhiên nó sẽ không có một cái dấu hiệu đặc trưng và chúng ta có thể tiến hành phân lập để nuôi cấy vi khuẩn hoặc là virus để chúng ta kiểm tra, và chúng ta có thể kiểm tra cái xoang phổi đánh giá cái mức độ hư hại của phổi. Điều trị thì chúng ta chưa có thuốc đặc hiệu, và chủ yếu đó là hiện nay đó là chúng ta điều trị theo hướng đó là tăng cường cái hệ miễn dịch, và chúng ta nên tạo cái môi trường thông thoáng và giảm bớt cái mức độ nuôi trên chó, và chúng ta giúp cho con thú nó sẽ tự vượt qua cái bệnh là chính. Rồi chúng ta không nên cho nó tiếp xúc với những con chó nó chưa được tiêm ngừa, và chúng ta nên chủng ngừa cái bệnh phó cúm về bột tình hay là trên chó, và chúng ta giữ cái môi trường nuôi sạch sẽ, mát mẻ và giữ ấm khi mà thời tiết nó thay đổi trở lại. Và cái điều chúng ta lưu ý đó chính là cái mật độ nuôi nhốt của con thú cưng. Và đối với cái vaccine thì đó là cái vaccine để chúng ta có thể dùng để mà tiêm ngừa, phòng ngừa những cái trường hợp, chẳng hạn như là đối với cái phó cúm để chúng ta ngăn ngừa những cái trường hợp là nó sẽ bị ho phổi. Và chúng ta nên lưu ý tới cái khu vực chúng ta nuôi, và để tránh những cái trường hợp đó nó sẽ phát tán cái mầm bệnh. Và đây là cái hướng dẫn tiêm phòng của Hội Thú y Thú nhỏ Thế Giới, và đây là cái đường link mà chúng ta có thể xem vào thì chúng ta sẽ xem. Thì như khi nãy tôi đã có nói, đó là cái hướng dẫn của Hội Thú y Thú nhỏ Thế Giới vào năm 2016, đó là có người ta chia ra gồm có hai cái nhóm chủ yếu. Cái nhóm thứ nhất đó là cái nhóm thiết yếu, là cái những cái bệnh mà Hội Thú y Thú nhỏ Thế Giới khuyến cáo là chúng ta nên tiêm phòng bắt buộc cho chó. Chúng ta có bệnh care, chúng ta có bệnh mạch vô, chúng ta có cái bệnh viêm gan truyền nhiễm do adenovirus, và chúng ta có cái bệnh dại, là bốn cái mầm bệnh đó là người ta khuyến cáo bắt buộc. Nhưng đối với tùy một số cái quốc gia mà người ta có thể sẽ thêm vào cái bệnh, chẳng hạn như tại Việt Nam chúng ta và một số cái quốc gia khác mà có cái tỷ lệ nhiễm lepto cao thì người ta thêm cái lepto vào trong cái nhóm này. Cho nên trong điều kiện Việt Nam chúng ta là có thêm cái bệnh lepto, đó là khuyến cáo là nên tiêm để ngăn ngừa những cái trường hợp đó là truyền lây qua trong người chúng ta. Cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm không khuyến cáo, thì đó là sẽ có một số cái bệnh, đó là tùy theo các đặc điểm dịch tễ của từng quốc gia, từng khu vực mà chúng ta có thể nên tiêm hoặc là không tiêm cho chó. Chẳng hạn chúng ta có những cái bệnh như là cái phó cúm nè, chúng ta có Bordetella nè, hoặc là cái bệnh cúm nè. Còn riêng đối với cái coronavirus thì đó là theo khuyến cáo của Hội Thú y Thú nhỏ Thế Giới, đó là không khuyến khích tiêm cái vaccine đối với cái coronavirus. Vâng, như vậy thì các anh chị có thể sẽ vào cái đường link này chúng ta sẽ xem. Và hiện nay đó là cái ý ban tiêm phòng vaccine của Hội Thú y Thú nhỏ Thế Giới, đó là do giáo sư Michael Day hiện đó là chủ tịch. Và nếu như các anh chị còn nhớ, đó là năm 2015 thì Chi hội Thú y Thú nhỏ Việt Nam đã từng mời giáo sư Michael Day sang Việt Nam để mà tổ chức một cái hội thảo liên quan về cái hướng dẫn về cái tiêm phòng vaccine trên chó. Thật ra năm 2018 vừa rồi, đó là tôi cũng định mời giáo sư Michael Day qua lại. Ban đầu thì đó là ông cũng đã nhận lời, nhưng rất tiếc sau đó do vấn đề về sức khỏe cho nên thì ông không có qua được. Hy vọng rằng đó là có thể năm sau thì giáo sư Michael Day có thể sẽ qua Việt Nam chúng ta, để chúng ta sẽ ngồi lại với nhau, chúng ta sẽ thiết lập một cái quy trình tiêm phòng vaccine cho Việt Nam của chúng ta theo cái hướng dẫn của Tổ chức Thú y Thú nhỏ Thế Giới. Thì như vậy đó là bên trên là cái phần trình bày của tôi liên quan về các bệnh truyền nhiễm. Thì như vậy hy vọng rằng đó là những cái thông tin mà tôi vừa cung cấp cho các anh chị, gợi nhớ lại cho các anh chị những cái kiến thức mà chúng ta đều đã biết trước đây. Nhưng cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta cần nhớ cái việc mà chúng ta trao đổi và chúng ta cung cấp cái thông tin cho người chủ nuôi hiểu rõ đối với cái mức độ nguy hại của những cái bệnh truyền nhiễm trên chó. Và những cái bệnh này chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể phòng ngừa được bằng vaccine. Và một lời cuối đó là xin kính chúc sức khỏe tất cả các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và kính chúc các anh chị luôn thành công. Cảm ơn.